Clip nữ sinh là hết tại trường quân sự quân khu 7 đã khiến cho dư luận không khỏi hoang mang. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không bị cắt ghép, xuyên tạc nội dung và chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Nhiều người vô cùng phẫn nộ với hành vi tung tin đồn thất thiệt của một số cá nhân nào đó. Trong trường hợp này, người thông tin địa đặt sẽ có thể đối diện với hình phạt nào? Điều hoạt động giáo dục đào tạo của trường ngoại ngữ tin học khu Flit và trường quân sự quân khu 7 trở lại trạng thái bình thường. Cũng trong chiều ngày 12 tháng 1, lãnh đạo trường ngoại ngữ tin học Hufflit cho hay hiện tâm lý của các em học sinh vui vẻ, hào hứng. Ngày 13 tháng 1, các em được ra trường để về quê đón Tết đoàn viên cùng gia đình. Tại cuộc họp báo ngày 12 tháng 1, đại diện trường quân sự quân khu 7 đã chính thức bác bỏ thông tin xấu liên quan đến nữ sinh đại học ngoại ngữ tin học thành phố Hồ Chí Minh trong quân viên trường. Phó chính ủy trường quân sự quân khu 7 Hà Công Trờ khẳng định âm thanh giọng nói trong clip là do cắt ghép. Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi văn bản nhờ Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, xác minh người lan truyền cắt ghép, xuyên tạc thông tin. Từ góc nhìn pháp lý, luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận hành vi tung tin thất thiệt sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong sự việc này, có hai chủ thể là đối tượng bị bịa đặt là bản thân nữ sinh và trường quân sự quân khu 7. Theo Điều 5, Nghị định 15-2020, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, Điều 155 Bộ Luật Hình Sự quy định rõ về tội làm nhục người khác. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Luật sư phát dẫn chứng Điều 156 Bộ Luật Hình Sự về tội vu khống. Theo đó, người nào bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt tiền 10 đến 50 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Luật sư Phát nói, việc khởi tố vụ án khó xảy ra hơn. Những trường hợp tương tự hành vi trên thường bị xử phạt hành chính với mức phạt là 7,5 triệu đồng cùng quan điểm luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc lợi dụng mạng xã hội để tung tin đồn thất thiệt làm hại tổ chức cá nhân và gây hoang mang dư luận ở mức độ nặng có thể bị xử lý hình sự. Các cứ điều 331 Bộ luật hình sự, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hy vọng rằng lực lượng chức năng sớm tìm ra kẻ tung tin bịa đặt xuyên tạc nội dung gây ảnh hưởng lớn tới uy tín hình ảnh của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân đây cũng là lời cảnh tỉnh đắt giá cho những đối tượng có ý định đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng để câu like câu view hay bất cứ mục đích gì khác